Rồi sản phẩm này nhiều anh em cũng chờ đợi đã lâu nè, khách hàng hôm nay có thể là hơn 2 tháng rồi. Cuộc mới về, cuộc trước full bộ cuộc trước của Nova, hàng rã xe Thái Lan về nha. Giá cho một bộ cuộc trước này nó bao gồm cặp cuộc chản ba bàn thờ cặp tay lái là 900 ngàn một bộ nha. Khách hàng hôm nay cũng mấy tháng rồi, hôm nay mới về thêm được 50 bộ. Thì mới về thì có hôm nào hôm nay anh em nào hỏi thì có thể alo lại mình, đã có hàng của tất cả ba anh em là Tizen nha. Anh em mua về thay nhớt thay phó lời xài thôi, giá là 900 ngàn một bộ. Cuộc trước Nova, cuộc trước Nova thì này có thể gắn được nhiều loại xe, anh em có chế gắn được nhiều loại xe như là quay riêng cấp 67, rồi dành cho những chiếc xe rác rồi này kia, nói chung là dành cho những anh em thích độ chế. Còn riêng phục Nova này mà anh em về gắn cho cúp 67 rồi này kia là mua về là gắn như liền, không cần chế gì hết. Mới về được 50 bộ nha anh em.